Nhân ngày quốc tế hiến thiếu nhi ngày 1 tháng 6, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đã đến thăm các trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là Làng Hy vọng, và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai thành phố. Tại Làng Hy vọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết gửi lời hỏi thăm đến các trẻ em tại làng, chúc các em đón một ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ, đầm ấm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên tại Làng Hy vọng, đặc biệt là trong thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đã luôn chăm lo chu đáo cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tiếp tục quan tâm đến hoạt động của trung tâm, kiến nghị thành phố có biện pháp hỗ trợ để chăm lo đời sống cho khoảng 120 em đang sinh sống tại đây. Thì chúng tôi cũng đề nghị thứ nhất là Sở Lao động Thương binh Xã hội với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước, rồi quận Thanh Khê với trách nhiệm là lãnh đạo trên cái địa bàn này thì có cái sự quan tâm đầy đủ hơn. Trước hết là về cái nguồn lực thì cũng phải tính toán xem thử là các cái nguồn lực tài trợ hỗ trợ nào để mà giúp cho trường có thêm cái nguồn lực để đảm bảo cái sự hoạt động nó bền vững và ổn định hơn. Thì cái này đề nghị là Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng lưu ý. Thứ hai là theo dõi thì trong quá trình hoạt động của mình, từ tất cả các cái điều kiện, từ cơ sở vật chất đến cái điều kiện phục vụ cho chăm sóc nuôi dạy các cháu, và nếu có những vấn đề gì thật sự khó khăn mà cần sự hỗ trợ trực tiếp của thành phố thì đề nghị các đồng chí có cái đề xuất kiến nghị kịp thời để mà lãnh đạo thành phố có cái sự quan tâm. Chúng tôi cũng mong muốn là Hội Hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố thì tiếp tục thể hiện cái sự quan tâm chăm sóc như thời gian qua đã làm và làm tốt hơn nữa, để các em bên cạnh cái sự được chăm sóc về điều kiện vật chất thì cũng có những cái nguồn động lực tinh thần, luôn luôn có những người bạn đồng hành, những cái tổ chức đồng hành để các em tự tin vượt qua những cái khó khăn của mình trong cuộc sống của mình để mà có cái tương lai tốt đẹp hơn. Đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết chúc các em tại đây có một ngày quốc tế thiếu nhi thật vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực để theo đuổi ước mơ hoài bão, đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai trong thời gian qua, đã chung tay xây dựng mái ấm gia đình trang đầy yêu thương cho các em kém may mắn. Hoan nghênh các thầy cô giáo rồi cán bộ quản lý của trung tâm, như vậy là cũng vượt qua khó khăn, cũng sử dụng một cách tiết kiệm, chu đáo và hiệu quả những cái nguồn lực hỗ trợ để mà giúp cho các em có một cuộc sống tốt đẹp, được chăm sóc, được nuôi dưỡng, được học hành, như vậy là rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Thì cũng là nó xuất phát từ cái tình yêu, tình thương, cái trách nhiệm xã hội, cũng như là cái sự cố gắng, nỗ lực của bản thân các thầy cô giáo ở đây. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã tặng tay trao những suất quà ngày 1 tháng 6 đến cho các em thiếu nhi, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác chăm lo cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực để tạo môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.